Chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn trò vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ có từ cá sấu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn trò vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng bọ ngựa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn trò vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng con kiến. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Đầu tiên là màu tím mọi người. Mọi người màu tím nha. Bây giờ sẽ là màu tím nha mọi người. Mọi người màu tím này, màu tím này mọi người. Mọi người đây màu tím nha. Sau đó sẽ là màu xanh dương nha mọi người. Mọi người màu xanh dương nha. Bây giờ sẽ là màu xanh dương nha. Mọi người ơi, đây màu xanh dương của mình. Màu xanh dương của mình này mọi người. Mọi người ơi, đây màu xanh dương của mình. Bây giờ mình sẽ xỏ màu vàng. Màu vàng nha mọi người. Mọi người bây giờ mình xỏ màu vàng nha. Bây giờ mình sẽ đi một cổ bỏ nhé. Tiếp tục là mình sẽ xỏ màu xanh non nha. Màu xanh non nha mọi người. Màu xanh mạ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ xỏ màu hồng nha mọi người. Mình xỏ màu hồng nha mọi người. Mọi người màu hồng nha. Anh Công có biết là cái đường đường D chỗ nhà mình nhá, chỗ trên chỗ nhà em ơi, dập đến ngã ba Hà luôn. Ở trên biển số nhà ghi là đường bờ D đúng không? Nhưng mà trên map thì nó sẽ ghi là gì? Sẽ ghi là đường gì? Đấy. Có biết cái đường D làng mình ấy ở trên map, ở trên của ba. Ừ thì đó là cái đường gì? Mẹ thôi em. Ngủ thế. Ở trên map, ở trên map nó ghi là D Xuân Dương. Tất cả từ đây đến ngã ba Ngà. Tất cả đến hết Xuân Hồng Xuân Sào ấy đều là D Xuân Dương. Thế mà hôm qua có cái đứa nó ngu. Nó nhắn tin với em, sau đó hỏi em ở đâu, em gửi ngay map sang mà. Chắc là nó chưa kịp xem map thì em thu hồi. Nó chỉ hiện cái từ D Xuân Dương ở trên thôi. Gửi map sang là nó sẽ có hiện ngay ở bảng đầu ấy. Nó hiện là D Xuân Dương, thế đó. Xong em thu hồi ngay, em để 1-2 phút, em thu hồi lại ấy. Chắc là chưa kịp xem, mới nhìn được cái từ D Xuân Dương thôi. Rồi
nó hỏi em ở chỗ nào Sơn Dương, em bảo em ở xóm Bèo Sơn Dương. Mình có ý định lừa dối đâu, nhưng mà người ta cho mình cơ hội chứ. Mình sợ màu cam nha mọi người mình sợ màu cam nha. Bây giờ mình sợ màu cam nha mọi người. Mọi người ơi, mình sợ màu xanh nõn nha. Mình sợ màu xanh nõn nha mọi người. Mọi người ơi, màu xanh nõn nha. Mọi người ơi, kết lòng nha. Cô anh này mình thấy một cái quá điện thoại nên cho mình rất là các bạn ơi, vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Mọi người ơi, đây là vòng của mình. Vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn ơi, đây là vòng của mình. Vòng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Hành nữa.